Hai Susie ăn kem gì Susie? Bên mà sushi cho đài gì? Đây là một miếng kẹo dẻo, trinh châu và một cái miếng này mình không biết gọi là cái gì. Hai trái cây. Với hai của mẹ mình. Có gì đó lắm như sau. Đây là kem sữa chua. Đây là kem nhãn. Và kem xoài. Và đây là topping của mình. Bố ăn gì bố? Mình có rất nhiều loại matcha, rồi sữa chua, rồi trắng, xoài, rồi có ngàn cái kiwi của bố mình đã ăn hết. Thôi, bố ăn rất là nhanh. Anh, bây giờ ăn một miếng rồi phát biểu cảm nghĩ nha. Có chua không bạn? Nó chua, nhưng mà nó ngon. À, ăn miếng sữa chua khóm, coi nó như thế nào? Ngon không gì? Rất là ngon. Nó có mùi vị như thế nào? Nếu như là sữa chua mà bạn hay ăn, các bạn cảm thấy muốn uống rất là ngon. Nó có mùi vị thơm không? Okay.